một mảnh đất giàu giá trị văn hóa lịch sử. Nơi đây là quê hương của người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh, người có công dẹp loạn 12 sứ quân và khai mở triều đại nhà Đinh, khẳng định nước Nam độc lập hoàn toàn với phương Bắc. Nơi đây cũng in đậm những dấu ấn về tuổi thơ Đinh Bộ Lĩnh tập trận cờ lau với những người bạn cùng trang lứa. Nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử, những người dân nơi đây đang nỗ lực xây dựng thương hiệu cá nướng rơm Đại Hữu gắn với phát triển du lịch để góp phần giới thiệu tới đông đảo du khách mảnh đất giàu truyền thống trên hành trình theo dấu chân vua Đinh. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến Ninh Bình thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến khu danh thắng Tràng An và cố đô Hoa Lư Ninh Bình. Thế nhưng ngày hôm nay, tôi rất may mắn khi được anh Tạ Đức Ba, một cán bộ văn hóa địa phương thuộc huyện Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình, đã cho tôi một khám phá bất ngờ về một lịch sử của một vùng đất là nơi sinh của Đinh Bộ Lĩnh, người có công dẹp loạn 12 sứ quân. Đồng thời, ông cũng trở thành một vị vua đầu tiên của triều đại phong kiến Việt Nam. Vâng, bây giờ thì mình sẽ vào để tìm hiểu về ngôi đền này. Anh có thể giúp em tìm hiểu được không ạ? Ngôi đền này là ngôi đền lớn nhất ở xã Sơn Phương. Cách thành phố Ninh Bình 16 km về phía tây bắc, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng tọa lạc tại khu đất rộng 2.500 m², thuộc thôn Vân Bòng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Đây cũng chính là quê hương của Đinh Bộ Lĩnh, tên húy của vua Đinh Tiên Hoàng, người có công dẹp loạn 12 sứ quân và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời kỳ Bắc thuộc. Vâng, cháu chào cụ ạ. Hôm nay thì được anh Ba giới thiệu về ngôi đền vua Đinh và đây cũng là nơi sinh của vua Đinh Bộ Lĩnh. Bình thường thì như chúng cháu đi tham quan thì chúng cháu cũng chỉ được biết đến đền vua Đinh vua Lê ở Trường Yên thôi. Chúng cháu cũng chưa được biết đến nơi sinh của Đinh Bộ Lĩnh và sau này thì là vua Đinh Tiên Hoàng. Ông có thể chia sẻ cho cháu cũng như là các khán giả được biết nhiều hơn nữa về ngôi đền này được không ạ? Đền thờ vua Đinh đây là nơi sinh ra Đức vua Đinh Tiên Hoàng, lúc nhỏ gọi là Đinh Bộ Lĩnh. Vua Đinh Tiên Hoàng thì sinh ra ngày rằm tháng 2 của năm Giáp Thân 924 tại làng Đại Hữu, Châu Đại Hoàng, nay thuộc xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Nhìn chung trên cái địa bàn của tỉnh Ninh Bình thì người ta thường chú ý đến đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng tại cố đô Trường Yên, Hoa Lư bây giờ, gọi là Hoa Lư bây giờ. Và rất ít người biết đến cái nơi sinh ra của Đức vua Đinh Tiên Hoàng tại xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Vâng, và những thời gian gần đây thì do sự truyền bá cũng như là con cháu dòng tộc nhà Đinh thường xuyên về đây thì bắt đầu với tuyên truyền và có nhiều người bắt đầu với biết được cái ngôi đền này thờ tại Đức vua Đinh Tiên Hoàng. Và cái ngôi đền này thì được xây dựng từ thế kỷ thứ 15 của các triều Hậu Lê. Vâng, và xây dựng rất là lâu như thế và được nhân dân trong cái xã Gia Phương này gìn giữ. 1993 thì được nhà nước công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại khu vực đền này. Vâng, được biết đây là nơi sinh của vua Đinh Tiên Hoàng. Vậy thì hiện nay còn có những cái giá trị văn hóa lịch sử gì còn được lưu giữ ở ngôi đền này thì ông có thể chia sẻ cho chúng cháu được biết được không ạ? Đền thờ vua Đinh bây giờ thì hiện nay cũng đấy do cái quá trình do tác động của thiên nhiên cũng như con người thì nó bị sa mạc đi rất nhiều. Nhưng mà hiện nay còn lại mấy cái tài sản rất là quý báu, ví dụ như pho tượng của vua Đinh Tiên Hoàng cũng nằm trong của thế kỷ thứ 15. Trước cửa đền thì có một cái sập long sàng làm theo kiểu phong cách của đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng ở dưới Hoa Lư. Vâng, thưa ông, vậy thì ở nơi sinh của vua Đinh Tiên Hoàng và ngày xưa thì còn gọi là Đinh Bộ Lĩnh thì bây giờ có còn lưu những cái dấu ấn gì của Đinh Bộ Lĩnh không ạ? Ở đây thì quê nội của Đức Vua Cha thì hiện nay còn rất nhiều các cái dấu ấn còn để lại. Ví dụ như cái Gò Bồ Đề, đấy là nơi trước kia là vua Đinh sinh ra tại cái khu vực đất đấy. Nó cách cái chỗ chúng ta đang đứng đây nó khoảng độ hơn 100 m. Và trên cái núi Kỳ Lân thì trước đây là đấy là có một cái lăng phát tích của nhà Đinh. Chỗ ấy là theo truyền thuyết lại đấy là mộ của ông bà nội của vua Đinh ở trên cái núi Kỳ Lân đấy. Vâng, và bên cạnh thì có cái chùa gọi là chùa Kỳ Lân thì hiện nay là đang có sư trụ trì và trong cái kiến trúc ở trên đấy thì rất là đẹp, đang còn lại.
Cháu cảm ơn ông rất nhiều vì đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích để chúng cháu hiểu thêm về đền Vua Đinh, cũng là nơi sinh ra của Đinh Vũ Lĩnh, vua Đinh Tiên Hoàng sau này. Theo chân anh ba giới thiệu, chúng tôi tiếp tục hành trình theo dấu chân vua Đinh để tìm hiểu nhiều hơn về mảnh đất này. Cách ngôi đền vua Đinh Tiên Hoàng 2 km, quần thể lăng phát tích vua Đinh Tiên Hoàng và chùa Kỳ Lân cũng là điểm di tích lịch sử gắn liền với truyền thuyết vua Đinh Tiên Hoàng. Lăng phát tích vua Đinh Tiên Hoàng là nơi an nghỉ của Đinh Công Trứ cùng các bậc tiền hiền nhà Đinh. Tương truyền ông Đinh Công Trứ, thân phụ của vua Đinh Tiên Hoàng, là quan thứ sử thời nhà Ngô, thấy cảnh đẹp đã mang mộ của ông nội nhà vua an táng tại ngày này. Đây được coi là nơi đắc địa, một điểm hội tụ được mọi khí thiêng của trời đất, sông núi, đứng ở phía đông nam, nhìn lăng như ngồi giữa ngai vàng. Vài năm trở lại đây, chính quyền huyện Gia Viễn đang chú trọng xây dựng tuyến điểm du lịch gắn với truyền thuyết vua Đinh Tiên Hoàng để góp phần quảng bá tới du khách về văn hóa lịch sử cũng như trải nghiệm cuộc sống đồng quê, thưởng lãm vẻ đẹp dân dã nơi vùng đất trũng. Vâng, thưa quý vị, sau khi đi tham quan các di tích lịch sử thì tôi được anh Tạ Đức Ba bật mí rằng là ngôi làng của anh ngày xưa là làng Đại Hữu, có nghề cá nướng rơm nổi tiếng, và hiện nay thì gia đình anh cũng đang khôi phục lại nghề cá nướng rơm. Và trong phần tiếp theo thì tôi sẽ cùng với vợ anh là chị Đào Thị Tuyết trải nghiệm làm món cá nướng rơm. Và ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng theo chân tôi. Khi chúng tôi trở về, chị Tuyết đã sơ chế xong cá chấm ốc. Lúc này, tôi cùng chị Tuyết bắt đầu ướp mẻ cá để kịp giao tới khách hàng. Rất may mắn với tôi là khi vừa về đến nhà thì chị Tuyết, vợ anh ba cũng đang chuẩn bị một chậu cá. Và ở trong này thì có rất là nhiều những cái gia vị đặc trưng của Ninh Bình để có thể làm nên được cái món cá nướng rơm Đại Hữu. Và không biết là cái món cá nướng rơm Đại Hữu của gia đình mình với những cái gia vị gì đặc trưng nhỉ chị Tuyết nhỉ? Món cá nướng rơm Đại Hữu này mình đã lựa chọn một số gia vị để ướp vào để mang cái mùi đặc trưng của vùng quê, và cái khi mà mình thưởng thức món cá đấy nó rất là đậm đà, nó thơm cái mùi vị của những cái gia vị ướp này, và cái hòa quyện với cái lị mùi rơm của món cá nướng này rất là thơm. Với món cá nướng rơm Đại Hữu của gia đình mình, nó có rất là nhiều các gia vị. Bên cạnh mình đây là có một chút nước cốt giềng, một chút nước cốt nghệ rất là vàng và thơm, một chút mắm, một chút tiêu xay nhỏ, một chút hành tím băm nhỏ này, một chút ớt băm nhuyễn này, và một chút nước lá cây thì là đã ép lấy nước này, và đặc biệt là cái món mắm tép Gia Viễn này nữa để ướp cùng với lại cá nướng rơm nhà mình. Dạ vâng, thưa quý vị, điều mà tôi vô cùng ấn tượng với các cái loại gia vị ở đây chính là một cái thứ mắm tép đặc trưng của Ninh Bình. Và đối với cả vùng đất chiêm trũng thì không thiếu gì những con tép, và người dân ở đây thì cũng đã tận dụng chúng để có thể làm mắm, để tạo ra được những cái hương vị đặc trưng cho cái món cá nướng rơm Đại Hữu. Và đây cũng chính là một cái sự lôi cuốn cho bất cứ ai khi đến với Ninh Bình. Khi mà thưởng thức cá nướng rơm thì sẽ không thể thiếu được một cái gia vị đặc trưng để ướp cá, đó chính là mắm tép Gia Viễn. Chị ơi, chị có thể chia sẻ một chút là cái cá này thì nó có điểm gì đặc biệt, mình phải lựa chọn những cái con cá như thế nào? Nhà mình làm món cá nướng rơm Đại Hữu này thì mình đã chọn con cá chấm ốc. Em thấy cái thịt của nó rất là dày. Đấy. Tại sao mình lại phải lựa chọn một cái con cá mà nó có cái thớ thịt nó dày như vậy ạ? Gia đình tôi chọn món cá nướng rơm Đại Hữu này bằng con cá chấm ốc. Bởi vì ở vùng Gia Viễn chúng tôi này, con cá chấm ốc nó chủ yếu là nó ăn bằng ốc. Cái chất lượng thịt nó rất là thơm, ngon và rắn chắc. Khi mà nuôi được một con cá thành phẩm để chúng tôi đem đi nướng như vậy, nó phải mất tầm 4 đến 5 năm.
Vâng, chị Tuyết ơi, bây giờ thì chị có thể hướng dẫn em ướp cá để xem là cái cá nướng rơm của đại hữu của mình thì khác với cả cái cách ướp cá của các cái vùng khác như thế nào được không ạ? Dạ. Đây bây giờ là mình đi mình ướp món cá nướng rơm đại hữu ở quê hương mình. Là mình cho các gia vị vào với trộn các gia vị vào với nhau. Đầu tiên mình phải trộn cái gì trước đấy ạ? Đầu tiên là mình cho nước cốt giềng và cốt nghệ vào chung đi. Giềng và nghệ là phải chung nhau đúng không ạ? Chung tất cả các loại đều chung vào một. Nhưng mà riêng giềng và nghệ thì mình phải cho trộn vào nhau. Vâng chị Tuyết ơi, với cái lượng gia vị như thế này là mình đang ướp cho bao nhiêu cân cá đấy ạ? Với cái lượng gia vị như vậy là mình đang ướp cho 10 cân cá đấy. 10 cân cá. Dạ. Và sau đó mình trộn đều các loại gia vị lên với nhau. Vâng. Đến lượt mình sẽ cho vào cá đây đúng không ạ? Đây. Khi mình trộn đều lên được vào với nhau rồi mình sẽ dưới từ từ lên miếng cá. Cái mùi thơm của tiêu và đặc biệt là một cái mùi đặc trưng rất là khó cưỡng, đó chính là cái mùi mắm tép gia vị. Wow. Chị ơi, vậy thì cái thời gian mà để cá được ngấm hết tất cả những cái gia vị này thì mình phải chờ trong bao lâu thì mình mới có thể đem đi nướng ạ? Cái thời gian để cho con cá nó ngấm gia vị này mình phải chờ trong khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Vâng. Khi nào miếng cá nó ngấm thì mình mới mang đi nướng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để có thể chờ cái thời gian ngấm cá thì sẽ mất khoảng 30 phút cho đến 1 tiếng thì chúng tôi sẽ mang đi nướng những cái thớ cá này. Và tôi cũng đang rất là chờ cái thành quả của mình để xem là sau khi nướng xong thì cái vị cá nó như thế nào. Vâng thưa quý vị và các bạn, sau một tiếng chờ đợi thì chúng tôi đang chuẩn bị nướng những miếng cá chấm ốc này. Và hôm nay thì tôi sẽ làm một cái phần việc đó là phụ giúp cho chị Tuyết để chị có thể nướng hết chỗ cá này. Hôm nay thì thực sự là một ngày đẹp trời và Ninh Bình đón chúng tôi bằng một cái ngày mà thời tiết rất là mát mẻ. Và đặc biệt là với những cái khung cảnh rất là dân dã ngay bên cạnh ao nuôi thủy sản của gia đình nhà chị Tuyết. Chúng tôi cảm thấy rất là thư thái. Vâng, bây giờ thì em có thể giúp gì được chị Tuyết? Chị Tuyết được. Bây giờ em sẽ phụ với chị rải một lớp rơm rồi. Rải một lớp lá chuối khô mình đã lau sạch rồi. Xuống xong là mình mới bỏ cá lên. Trong ký ức tuổi thơ nghèo khó, mùi cá nướng quyện với khói rơm đã trở thành một phần hồn quê trong chị Tuyết. Món ăn từng là niềm tự hào của những người dân vùng sông nước, nay chỉ còn vang bóng một thời. Mong muốn tìm về hương vị tuổi thơ, phục vụ du khách khi về thăm quê hương người anh hùng Đinh Bộ Lĩnh, chị Tuyết đã quyết tâm khôi phục lại món ăn này. Vâng chị ơi, em thấy ở dưới toàn là rơm thôi, tí nữa là mình đốt mà lửa nó hết rồi. Thì làm như thế nào để có thể cho rơm vào tiếp được hả chị? Mình đốt cái rơm lên chốc xong mình lại bỏ thêm rơm và mình đốt, mình cho thêm một chút chấu nữa để cho nó giữ nhiệt thôi. À, tức là cái này nó sẽ chín một cách nó từ từ thôi. Chín một cách từ từ thôi. Mình sẽ úp cái này xuống hả chị? Mình úp cái này xuống rồi mình đốt đây. Cái này thì nó sẽ giữ được lâu hơn đúng không? Em vẫn đang chưa hiểu là mình sẽ đốt chấu ở đâu chị nhỉ? Mình đốt rơm lên đây xong mình bỏ chấu vào. Đốt rơm lên đây. Vâng thưa quý vị, không như những gì mà tôi suy nghĩ, đó là sẽ lấy lửa để đốt rơm ở phía dưới của con cá và ủ thêm chấu vào đó. Mà ở đây là chị Tuyết đã sử dụng một cái khay inox để úp nó xuống. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ phủ rơm lên và sau đó là sẽ đổ chấu vào để cho giữ cá được lâu trong vòng 7 tiếng đồng hồ. Và đây là một cái cách nướng cá cực kỳ đặc biệt lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Và bây giờ thì tôi với cả chị Tuyết sẽ cùng đốt rơm và chờ đợi thành quả sau 7 tiếng đồng hồ nữa. Đã hơn 20 năm, tôi mới lại được hít hà vị rơm thơm. Mùi khói rơm lại gợi nhớ cho tôi về tuổi thơ bên bếp lửa quen thuộc với bà. Cũng giống như cảm xúc của tôi với chị Tuyết, mỗi lần nổi lửa nướng cá, chị Tuyết cũng mong muốn thông qua món ẩm thực đồng quê, du khách khi về thăm mảnh đất quê hương chị cũng sẽ có những trải nghiệm thú vị, đặc biệt với những ai muốn tìm về hương vị tuổi thơ.
Sau thời gian 7 tiếng chờ đợi, cuối cùng mẻ cá nướng tôi với chị Tuyết làm cũng đã ra lò. Tôi phụ chị đóng gói cho khách hàng. Để nâng tầm sản phẩm địa phương, đầu năm 2023, chị Đào Thị Tuyết đã quyết định đưa sản phẩm cá nướng rơm Đại Hữu đi xa hơn để phát triển thành sản phẩm hàng hóa. Chị đã đăng ký nhãn hiệu cho món cá nướng rơm Đại Hữu, dán tem để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời tìm kiếm những loại bao bì thân thiện môi trường để tạo ấn tượng đặc biệt cho món cá nướng rơm. Lý do mình chọn cái sản phẩm hộp mo cao này để định đóng gói cái sản phẩm cá cho nhà mình là mình thấy ở cái vùng quê của mình là cũng rất là nhiều là cao ấy, người ta dùng cái những cái mo cao đấy người ta đóng thành cái hộp và mình sử dụng cái hộp mo cao này cho mình đựng món cá rơm nướng rơm Đại Hữu này để cho nó thân thiện với môi trường, nó đảm bảo cho khách hàng sử dụng rất là yên tâm về cái sản phẩm thân thiện với lại môi trường. Và khi mà mình đóng hộp mo cao rồi mình lại dùng cái lạt rơm này mình buộc lại để khi mà khách hàng trong một bữa cơm khi mà thưởng thức thì họ sẽ từ từ dở những chiếc lạt rơm ra rồi là sau đó vào bên trong là thưởng thức món cá nướng rơm của nhà mình. Sản phẩm cá nướng rơm sẽ được bọc giấy bạc, sau đó đưa vào những chiếc hộp đựng bằng mo cao rồi hút chân không gửi tới các khách hàng gần xa trên cả nước. Mỗi cân cá thành phẩm có giá 300.000 đồng, bảo quản lạnh trong vòng 10 ngày và được ăn nguội, không cần qua chế biến. Cá nướng rơm Đại Hữu hiện đã được chị Tuyết quảng bá tới khách hàng trong tỉnh và các địa phương lân cận. Người ta sẽ tự tay người ta mở cái hộp ra, dở cái lạt. Vâng thưa quý vị, sau một thời gian dài tôi cùng với chị Đào Thị Tuyết nướng cá thì bây giờ chúng tôi cũng đã được ngồi đây và để thưởng thức món cá nướng tuyệt vời này. Và trong mâm cơm ngày hôm nay thì tôi cũng rất vinh dự được ngồi cùng với gia đình của nhà anh chị Tuyết Ba trong một cái không gian nhà cổ rất là yên bình và dân dã như thế này để có thể trải nghiệm một cái mâm cơm mang đúng màu sắc của Gia Viễn với ốc nhồi luộc, cá nướng, tép rang, cá kho, rau muống luộc, canh cua, cà pháo. Và thực sự đây là một trong những cái trải nghiệm vô cùng là tuyệt vời mà tôi được trải nghiệm ở trong cuộc đời của mình. Chị Tuyết ơi, sau khi mà mình nướng cá xong rồi thì bây giờ em thấy là ở trên mâm của mình có rất là nhiều những cái món ăn sông nước của Gia Viễn Ninh Bình. Thì em không biết là những cái món ăn nào thì sẽ kết hợp với những cái loại gia vị như thế nào. Thì chị có thể chia sẻ ở trên mâm cơm của mình loại lá này thì sẽ ăn kèm với cái gì được không ạ? Trên mâm cơm gia đình của nhà mình hôm nay thì có món trước tiên là món cá nướng rơm là cái thành quả chị em mình vừa mới nướng về ăn cùng với lá cây nhội. Bây giờ chị sẽ mời em thưởng thức. Cái đây món... là cây nhội ạ? Ừ, lá cây nhội. Món cá nướng rơm mà chị em mình vừa mới làm sáng nay. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Cái lá này thì em sẽ ăn như thế nào với cá nướng ạ? Mình dùng cái lá nhội này. Mình cuốn với cái... Sẽ lấy một chút lá cây sắn thuyền nữa. Lá cây nhội này, cây sắn thuyền này. Vâng thưa quý vị, sau một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng thì tôi cũng đã được thưởng thức miếng cá nướng đầu tiên. Và thực sự là khi cuốn với cả lá sắn thuyền thì nó có vị hơi chát chát một chút. Và ăn cùng với lại cả lá nhội thì lại có một cái vị chua chua. Và vị chát, vị chua hòa cùng với cá nướng dân dã sau 7 tiếng đồng hồ ủ chấu và ủ rơm, thực sự là một trải nghiệm khó có thể quên trong cuộc đời của tôi khi đến với cả gia đình nhà anh chị Tuyết Ba ở xã Gia Phương, huyện Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình. Bây giờ thì cháu xin mời hai bác và cháu xin mời anh chị cùng với bé nhà mình, cả nhà chúng ta sẽ cùng thưởng thức mâm cơm. Vâng, mời bố mẹ với cả nhà đi. Trong không gian yên bình của làng quê Bắc Bộ, được quây quần bên bữa cơm gia đình với nhiều thế hệ, tôi lại càng trân quý hơn nữa cuộc sống dân dã của những con người nơi đây.
vẳng bên tai, đôi câu thơ của nhà thơ Tố Hữu đã gói gọn cảm xúc của tôi ở mảnh đất ấm áp này. Có gì đẹp trên đời hơn thế, người yêu người, sống để yêu nhau.